Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh mua một bộ lòng vịt chứ, hai bộ lòng vịt gì nấu lá giang và một ít thì xào với giá với gì ta, với mướp nha mọi người. Không thể thiếu món cà pháo mắm tôm và đây nước mắm mặn. Lát nữa mình chấm với lòng gà này nha mọi người. Anh mời tất cả mọi người ăn cơm trưa cùng anh nha. Ăn một miếng lòng gà trước. Mướp và giá nha mọi người. Mướp xào với giá với lòng gà ngon nha mọi người. Có mướp này nó ngọt á, mà mướp xào chung với mướp nó ngọt luôn á. Còn một ít là mình nấu với lá giang. Wow, làm gà nấu lấy dây giang hết bài luôn mọi người. Ăn cơm mà có món cà pháo mắm tôm nè mọi người, ăn hết cơm luôn á. Đang xíu ngon quá, là cà nó ngon nó giòn, ăn với mắm tôm nó hợp gì đâu nữa. Nên cần ngon quá. Canh lá giang này á, anh bỏ thêm ít giá luôn nha, mọi người. Bỏ thêm mấy cọng lưu răm nữa.
và cái nước canh này nó ngon, canh lá giang lắm mọi người. Chua chua cay cay. Video của anh ở đây cũng đã kết thúc. Mọi người xem video của anh á, mọi người thấy hay mọi người nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ giùm kênh của anh nha. Bye bye.